Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của TuấnHC nhá. Đúng như mình đã thông báo với mọi người luôn, ngày 12 tháng 12 chúng ta sẽ có một cái update mới. Và với cái update này chúng ta sẽ có một con tuần lộc biết bay nha anh em. Đó, một con tuần lộc kéo cái xe kéo ở đằng sau luôn. Đấy thì đây là trận đấu đầu tiên mình trải nghiệm luôn, cho nên mình sẽ nhảy xuống cái khu vực này. Khu vực này bây giờ nó sẽ đổi thành cái họa tiết, đó chính là cây thông anh em ạ. Để xem là nó có gì mới hay không em nhá. Nếu mà không có gì mới thì mình sẽ nhanh chóng lấy xe rồi đi lên trên khu sự kiện luôn. Không có ai bay cùng anh em ạ. Ô, cái xe kéo nó có ở đây luôn rồi này. Ôi giời ơi, thế là ngon anh em ạ. Vậy là khu sự kiện này thay vì là con tuần lộc thì chúng ta sẽ có xe kéo. Rồi, đi luôn. Thanh niên nhìn thấy mình nhảy vào đây rồi không dám nhảy nữa, phải bay ra ngoài anh em ạ. Nhưng thì cũng chung một kết quả thôi. Nấp làm cái gì bạn ơi. Đã ăn một phát vào đầu rồi thì thôi, chấp nhận số phận này. Hồi sinh thôi, nhờ đồng đội hồi sinh lại thôi. Rồi, ngon quá anh em ạ. Vậy là cái xe kéo nó ở đây rồi. Không biết là cái xe kéo này nó có đi được không anh em nhỉ. Từ từ để mình lút đã. Rồi, để xem nào. À, lái được đây này. Rồi, à đi được anh em ạ. Vậy là không cần phải con ô. Rồi, đi như trốn không người. Nhưng mà mình nghĩ đây là con boss anh em ạ. Vậy là theo như mình dự đoán là cái xe kéo này ấy, nó không cần phải là có con tuần lộc anh em ạ. Vậy là có thể là xe kéo đi tìm tuần lộc, hoặc là tuần lộc đi tìm xe kéo. Tương tự như vậy ấy. Thôi, lút qua một tí rồi sẽ đi lên khu sự kiện để săn người cũng như là kiếm tuần lộc anh em nhé. Bởi vì là lên trên đấy để xem là ở những cái đoạn ngoài khu sự kiện, mấy cái chỗ mà có tuần lộc ấy, liệu rằng nó có còn tuần lộc hay không, hay là nó cũng thay bằng cái xe kéo này luôn anh em nhá. Đây rồi. Vậy là vẫn còn tuần lộc anh em ạ. Vậy là khu sự kiện này thì vẫn như vậy, không gì thay đổi. Chỉ có những khu sự kiện nhỏ thì thay vì có tuần lộc thì chúng ta sẽ thay bằng một cái chiếc xe kéo anh em ạ. Để mình gắn vào xem được không. Ô, không gắn được anh em ạ. Ô, nó bảo là cái gì vật cản. Ô, vãi nồi. Mẹ à, mình tưởng là trong này còn boss thôi, ai ngờ vẫn là người anh em ạ. Thế thì vào đơm luôn thôi, sợ gì nữa. Ô, có thanh niên nhảy xuống kìa. Ui dồi ôi, thế thì toang bạn rồi. Ủa, vậy là cái xe kéo này nó sẽ kéo người về hay là như thế nào đấy. Thế thì bạn chết với tôi rồi. Chết luôn. À, bây giờ rung chuông là sẽ không có hòm thính nữa, mà thay vào đó là một chiếc xe kéo anh em ạ. Ai già, trông cũng có vẻ uy tín phết đấy chứ, đùa. Vậy là không còn hòm thính nữa anh em ạ. Mình thích hòm thính hơn. Còn xe kéo thì mình nghĩ là nên kiểu đi kiếm xe kéo thì nó sẽ hay hơn đấy. Ây, thế này không hay rồi. Thế từ từ để mình thử gắn xem có gắn được không. Xa quá không gắn được anh em. À đây, gắn được. Ôi rồi. À, vậy là chiếc xe kéo mà các bạn gắn đấy, mẹ, chiếc xe kéo mà các bạn lấy được ở trong cái lâu đài ấy, thì nó cũng giống nhau thôi anh em ạ. Nó cũng chả khác gì cả. Ây, thế thì mình thích hòm thính hơn chẳng hạn. Vừa thả hòm thính vừa thả con xe kéo thì nó mới xứng đáng với việc là nhảy vào trong khu sự kiện lớn này bắn nhau. Đây rồi, có bắn nhau rồi. Đúng rồi, các bạn cứ bắn nhau đi. Để mình khiển con xe kéo này, mình đỗ lên trên mái nhà anh em nhá. Nào, không biết là tiếng xe kéo thì bọn này nó có nghe được hay không nhỉ. Ui ôi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ôi toàn thịt là thịt thôi anh em ạ. Nào, khiển con xe kéo xuống đã. Rồi, vậy là đúng như mình dự đoán anh em ạ, là sẽ có 2 người ngồi con tuần lộc đấy, và có 2 người ngồi trên cái chiếc xe kéo anh em nhá. Ui, ăn được 3 mạng á hả? Vãi cả nồi ạ. Ui, mình cứ tưởng là mình ăn được 2 cơ, hóa ra mình ăn được 3 mạng anh em ạ. Ui thơm. Còn gì ngọt ngào hơn được nữa đây. Rồi, lấy xe kéo đi tiếp anh em ơi. Hình như là bọn này nó không nghe được cái tiếng xe kéo hay sao ấy. Chứ là mình cảm thấy là mấy thanh niên này mình tới mà đâu có biết đâu. Hoặc là đang mải lút đồ anh em ạ. Nào, đi nào. Ôi giời ơi, giờ ra School Joseph với lại chung cư anh em ơi. Đây, có tiếng. Ô, tiếng đằng sau á hả? Từ từ, thêm mình quay lại xem nào. Cái gì vậy? Gọi tôi hay gì đây? À đù. Ôi ôi, Hình như nó nhìn thấy mình. Ôi trời, xong rồi. Rồi, được rồi, các bạn cứ vào đây, vào đây. Ôi giời, ôi giời. Cái lề gì thốn. Ủa? Vậy mà không chết được á hả? Ừ. Tự nhiên nhảy xuống xong trượt đà cái, rơi xuống dưới, chết luôn. Kể cả là với cái độ cao đấy thì làm sao mình có thể chết được anh em nhở? Vai cả trưởng ạ. Ui giời ơi, vậy là lỗi con xe kéo này rồi. Các bạn mỗi khi mà đỗ xuống là phải cẩn thận nhá, không là toang đấy. Rồi rồi, bọn nó vẫn đang đứng đây, đang muốn lấy con xe kéo của mình hay sao ấy. Ui trời, đỗ ở trên mái nhà rồi, có lấy bằng niềm tin, lấy bằng hy vọng nhá. Nào, không biết. Rồi, thằng kia núp luôn. Khả năng cao là chúng nó nghe thấy mình rồi anh em ạ. Hình như bọn này có 3 thằng thôi. Ui, đáp lửa luôn này. Ghê gớm. Trong tay UMP không phải ngán bố con thằng nào hết. Nào, mày. Này thì đi ra mà nhìn này, một thằng. Này thì đáp bom này, 2 thằng. Nào, còn thằng nào nữa? Ôi, 4 thằng anh em ạ, chứ không phải là. Này thì bắn này. Ây. Từ từ. Tiết kiệm đạn anh em ơi. Này thì cứu này. Ui trời ơi. Còn một thằng nữa anh em ơi. Nhảy xuống luôn, đơm nó luôn anh em ạ. Ôi kìa, lỗi thắng chân à. Nghe thấy nó trèo vào trong nhà rồi mà. Quá cày cú luôn. Chết nhảm rồi. Nghe tiếng chân lại còn bị lỗi nữa anh em ạ. Chán đời vãi nồi. Thôi qua bên Livik để xem là liệu rằng có cập nhật cái xe kéo tuần lộc ở trong cái map Livik hay không anh em nhá. Nào, trước đó thì cứ xuống tầng 3 Zolo đi các bạn ơi. Xuống tầng 3 Zolo đi. Làm sao mà phải ngại nhỉ. Đấy, con Thanh Điền hình như chuẩn bị lên hay sao này. Ô, không phải à. Ủa thế chạy đâu ta? Chạy ngoài à? Ôi, ui, ghê đấy bạn ạ. Rồi, gạt luôn. Không nói nhiều. Ui, tiếng chân này. Té. Đi kiếm máu đã anh em ạ. Đây, máu đây rồi, ngon quá. Không nhặt được nữa à. Trời ơi, chưa có ba lô. Rồi, cứ làm miếng máu vào rồi tính tiếp anh em ạ. Đề phòng bất chắc. Nào, có 2 khẩu súng này trong tay thì cận chiến nó cứ phải gọi là vô đối luôn. Đây rồi, có giáp là mặc thêm. À, nhặt thêm được một đống đồ đấy anh em ạ. Có thêm cái red dot này. Nào, kiếm thêm ít máu, ít đạn nào. Có cái X4 này. Thơm ngon mát bổ, hợp vệ sinh thật sự ạ. Ui, mũ 3 luôn, AUG luôn. Ừ, thế thì trận này bắn AK với AUG anh em nhá. Nào, có một thằng nó đu cái ván này. À, không phải là cái ván mà là cái máng anh em ạ. Cái máng trượt. Xuống đơm luôn anh em ơi. Không, vì cuộc sống là không chờ đợi, đúng không anh em? Ở ngoài nó bắn nhau nhiều như thế này. Nào, để mình tống cho thanh niên này cháy bom nhá. Chắc lại đứng ở chỗ cầu than chứ đâu. Tôi còn là bạn nữa ấy. Bạn ra đây là bạn chết liền. Trời ơi, bạn ra đây là bạn chết liền. Ui dồi ôi, thanh niên này giàu dã man luôn anh em ạ. Thôi, đây thì mình xin. Rồi, có một thanh niên lại trượt cái máng tới. Có vẻ mấy thanh niên này thích đi máng trượt thế nhở. Xong lại trượt máng đi rồi anh em ạ. Ảo thật đấy. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Nhỡ đâu trượt máng nó lên tầng 3 là chết mình đấy. Mà nếu lên tầng 3 là phải có tiếng rồi anh em ạ. Thôi, trèo nhảy lên đây luôn. Ôi kìa. Ôi kìa. Vãi nồi ạ. Cập nhật này có vẻ tôi cảm giác là hơi bị nhiều lỗi nha. Lỗi con tuần lộc rồi, lỗi cả trèo nữa. Bên phải có người này. Còn 4 tên nữa trong khu sự kiện này anh em ạ. Bình tĩnh đã. Vội vàng hấp tấp là toang. Như vậy là ở đây ai. Trời ơi, tí chết nhá. Ủa, một thanh niên đang chạy nữa kìa. Nào, chạy đi. Cày thế nhở. Ai à, bắn nhau rồi. Ô, không được, không được, không được. Và trong du sự kiện mà 2-3 kill đi ra là xấu hổ với tổ tiên đấy. Ôi da, bị gì đây? Ui giời ơi. Thôi đi bộ cho nó lành anh em ạ. Trượt dễ toang lắm. Thế này là bản này cập nhật lên bị lỗi rồi anh em ơi. Gạt lẹ. Không để cho nó đẻ trứng nữa. Vậy còn 2 người thì chắc là chỉ còn thanh niên ở bên nhà bên kia thôi. Vẫn còn đang đứng cam nhau đây này. Sai thế nào được. Giờ mình xem xét cho nó kỹ càng đã anh em ạ. Không là cũng nguy hiểm. À, rồi, trong nhà rồi, chắc chắn rồi. Đang trèo từ tầng 1 lên tầng 2 này. Nào ra đây bạn. Rồi, thế thì để mình rung cái chuông đã anh em ơi. Mình rung cái chuông, nếu mà có xe thì mình lấy cái xe mình đỗ lên trên nóc nhà của thanh niên đấy luôn. Công luôn anh em ạ. Nào. Nào, rung chuông nào. Rung chuông vàng. Ôi kìa. À đủ. Thế đứng xem trailer này mà có địch. À, như vậy là mình cưỡi con tổng lộc luôn. À, thể nào mình thấy thanh niên kia cái lúc mình đẩy đến là đu dù anh em ạ. Ơi, thế này là cũng hơi toang nha. Ôi ôi. Ui, cái phát đầu tiên các bạn xuống khỏi con tổng lộc là các bạn phải đu dù anh em ạ. Ui dồi ôi, thế này thì chết. Thằng nào mà rung chuông là cũng hơi toang đấy anh em ạ. Đây. Ngắm nghía với chúng tôi này. Rồi. Hơi toang anh em ơi. Đấy, lại còn cho quả đoạn trailer nữa. Hình như trong nhà xanh này có người hay sao nhỉ? Rồi, chuẩn luôn. Chuẩn cơm mẹ nấu. Hình như có một tên thôi anh em ạ. Thế thì lại ngon quá. Thế lại là phải là mút chùn chụt thôi. Đây rồi đấy. Ồ, có tiếng chân bên nhà bên kia nữa. Bắn nhanh thằng này này. Ui, để có tiếng chân bên nhà bên kia anh em ạ. Nguy hiểm thế nhở. Ô. À, lườm rau khắp thịt à. Mở cửa xong lại tính trèo tường anh em ạ. Ai à. Được của nó đấy. Nào, đồng đội ra cứu không? Gạt luôn. Không cho cứu nữa anh em ạ. Bên nhà đấy vẫn còn người nữa. À, quả lườm rau gắp thịt kinh thật. Bắn cái gì đấy bạn ơi. Mình bị bất ngờ luôn anh em. Quả mở cửa xong rồi chạy ra ngoài. Gọi là trèo hàng rào. Phải nói là lão to thật sự. Vậy là trên cái nhà cỏ nó có người này. Ô, ôi trời ơi, lập bất tận hưởng. Ôi trời ơi, đúng là mấy anh Indo này chỉ chăm núp thôi. Rồi ôi, người điếc chơi game là có thật. Nào, các bạn chạy đi. Trời ơi, không trúng thêm 1-2 viên nữa cho nó chết đi. Ôi trời ơi, sáng như đèn ông sao kìa. Bọn này phải đông lắm anh em ạ. Bọn này dễ là cùng một team hay sao ấy. Nó trải người ra, tôi đếm sơ ra cũng phải 3-4 thằng đấy. Ít nhất là phải 3 anh em ạ. Không thì cũng phải là 4 thì nó mới dạng. Đây rồi, một thằng chạy qua này. Thằng này chạy qua là không sống được này. Đấy là lý do rất nhiều anh em mà cứ bảo làm sao thằng kia chạy trước thì nó không bắn mà nó lại bắn thằng chạy sau. Thằng chạy trước nó, đến lúc mình nhìn thấy ấy, nó đã chạy gần qua rồi. Đừng bảo với tôi là nó KS luôn nhá. Đấy. Còn cái thằng chạy sau ấy là mình sẽ kê được tứ đoạn nó chạy, anh em hiểu không? Rồi. Vậy là clear luôn team rồi, mình không ăn được mạng luôn. Thằng kia nó bắn final luôn kìa. Không biết như nào anh em ạ. Chắc là mạng tôi chắc là cũng bị nó liếm luôn rồi anh em ơi. Cày thế nhở. Từ nhá. Vậy là còn 4 thằng nữa. Có khi nào 4 thằng cùng một team không anh em nhở? Nguy hiểm đấy. Cái bò cuối mà cứ 4 thằng cùng một team bắn nó cũng vất vả mệt mỏi. Đây, một thằng chạy này. Hình như nó biết mình ở bên. Đúng, cũng đúng. Mình vừa đứng ở bên này mình bắn nốc cái thằng kia mà. Chắc chắn là nó cũng nghe được tiếng súng. Nào mày chạy ở đây. Mày chạy ra đây. Mày chạy ra đây. Rồi ngon luôn anh em ơi. Rồi đi bo đã, đi bo đã. Mo Livik đau lắm không đùa đâu. Nào. Rồi quá đẹp luôn. Ơi sờ mốc kìa. Mình sẽ đi mình dưới chân một đống luôn anh em ạ. Úi giời ơi. Úi 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 rồi. Vậy là hai thằng ở đây này, còn một thằng nữa ở đâu thì thế thì chắc là 1-2 với 1 rồi anh em ạ. Hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý. Hoặc là 1-1-3. Không kiểu bắn bố láo này dễ là 3 thằng cùng một team lắm này. Vậy là có thể là 4 thằng cùng một team mình gạt 1 còn 3 này. Rồi chuẩn rồi chuẩn rồi chuẩn rồi. Vậy là còn 3 thằng anh em ạ. Tôi cho thằng này quả nết là thằng này đi luôn này. Ui chú xong rồi. Ui. Má sai lầm rồi sao nào. Nốc thằng này đấy đã. Bắn cái nồi, bắn cái nồi. Ấy à, đau thế nhở. Tôi chết cha hết nước nữa chứ. Thằng này nó bắn cẩn thận lắm anh em ạ. Mày ra đây. Mày ra đây. À thằng kia định quay lại để cứu à. Không được đâu sói. Nào bạn ơi. Anh em mình làm tí sợ sệt thế nhở. Lao lên đi, mình hơn người mà. Hơn người hơn máu mà không dám lao anh em ạ. Nó đang rút bom ấy. Ui. Bo tới nữa chứ mẹ. Khốn nạn thế nhở. Thôi đi. Ui rồi. Ái ôi. À, cái quả cưỡi tuần lộc này nó cũng hơi bị toang đấy anh em ạ. Ui ngon. Ngon rồi. Cái nhà này ở trong bo nữa, mình thủ ở đây thì quá tuyệt vời luôn. Ôi thằng này. Ôi thôi xong rồi. Vãi nồi ạ. Bị nó lừa. Chào mừng các bạn đã đến với TuấnHC.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của TuấnHC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợi đầy khả ái và ngây ngất lòng người.